Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Phân Lý Luffy. Như chúng ta đã biết, có một khoảng thời gian gọi là thế kỷ trống. Đây là một giai đoạn lịch sử đầy bí ẩn của thế giới One Piece. Và giai đoạn thế kỷ trống này đã xảy ra cách đây 800 năm đến 900 năm về trước. Ngoại trừ những nhân vật cấp cao trong chính phủ thế giới thì bang hải tặc Roger là những hải tặc duy nhất biết được điều gì thật sự đã xảy ra trong thời gian thế kỷ trống này. Vậy điều gì thật sự đã xảy ra ở thế kỷ trống? Vương quốc cổ đại này có tên là gì? Sự sụp đổ của vương quốc cổ đại này có phải thật sự do liên minh 20 gia tộc gây ra? Joy Boy là ai và nhân vật này có mối liên kết nào với gia tộc Kozuki ở Wano Quốc không? Thật sự chủ đề này nó quá lớn và quá khó để có thể đưa ra một giả thiết hợp lý hoàn toàn. Nhưng có thể nói rằng đây chính là câu hỏi lớn nhất mà Oda cần phải làm sáng tỏ trước khi One Piece thật sự kết thúc. Tôi không nói rằng giả thiết của tôi sẽ đúng 100%, nhưng với những thông tin trong các chapter vừa qua, tôi quyết định thực hiện video này. Video này tôi đã ấp ủ khá lâu, vì thế hy vọng bạn sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Quá khứ là tài sản chung của toàn nhân loại, không ai có quyền chặn đứng cái khát khao được biết về một lịch sử bí ẩn cả. Đó là những lời mà giáo sư Glover gửi gắm tới Ngũ Lô Tinh thông qua option truyền tin. Và cũng tại hòn đảo Ohara này, theo như những thông tin mà giáo sư Glover thu thập được từ các phiến đá Poneglyph, ở chapter 395 trước đó, giáo sư Glover đã tiết lộ với chúng ta một phần nào đó về lịch sử thế kỷ trống mà chính phủ thế giới luôn muốn che giấu đi. Và chính vì những thông tin này mà toàn bộ người dân Ohara đã bị tiêu diệt, chỉ duy nhất Nico Robin là sống sót. Lý do mà Ngũ Lô Tinh đưa ra khi muốn xóa sổ hoàn toàn hòn đảo Ohara là vì họ nói rằng nếu giáo sư Glover giải mã được những thông tin ghi trên phiến đá Poneglyph thì giáo sư Glover có thể hồi sinh được vũ khí cổ đại, tạo ra sự nguy hiểm cho thế giới. Nếu người giải mã Poneglyph, người có thể hồi sinh vũ khí cổ đại và sẽ đưa thế giới vào hiểm họa diệt vong. Ngay cả nếu như người không có ý đồ xấu xa, sẽ có khả năng kẻ khác lợi dụng để làm điều tương tự. Đây là những lời mà Ngũ Lô Tinh đã nói với giáo sư Glover trước khi ông bị bán và toàn bộ hòn đảo này bị xóa sổ. Chính thị sư đô đốc hiện tại của hải quân Akenu là người đã ra lệnh phá hủy con tàu di tản với rất nhiều thường dân Ohara trên đó. Tại sao con người trong quá khứ là phải khắc ghi những ký tự trên phiến đá cứng để gửi thông tin tới con người trong tương lai chứ? Họ khắc ghi lịch sử vào những phiến đá không thể bị phá hủy được và đặt chúng rải rác trên khắp thế giới. Có phải là vì họ nghĩ rằng nếu ghi lại trên giấy hoặc sách vở thì thông điệp sẽ bị phá hủy? Nghĩa là đây là bằng chứng cho việc những người để lại những thứ này cho chúng ta hẳn đã từng có kẻ thù. Nếu cho rằng những người này đã bị kẻ thù đánh bại, có vẻ như sau này kẻ thù của họ tiếp tục tồn tại cùng lịch sử. Ngạc nhiên thay, khi thế kỷ trống kết thúc cách đây 800 năm là sự ra đời của chính phủ thế giới. Nếu như kẻ thù của những người đã khuất kia chính là chính phủ thế giới bây giờ, vậy thì rất có thể thế kỷ trống là những phần bất lợi trong lịch sử mà chính phủ thế giới luôn muốn che giấu đi. Với những điều mà giáo sư Glover vừa nói này, ông nghĩ rằng chính phủ thế giới ở thời điểm hiện tại cũng giống như những người tiền nhiệm 800 năm trước, tất cả họ đều muốn che giấu những điều thật sự đã xảy ra trong khoảng thời gian thế kỷ trống này. Chính phủ thế giới luôn cố gắng che giấu điều này, không phải là vì họ sợ vũ khí cổ đại sẽ được hồi sinh, theo như lời của Ngũ Lô Tinh đã nói trước đó, mà chính xác là chính phủ thế giới đang cố gắng che đậy những điều khủng khiếp mà họ đã gây ra trong khoảng thời gian thế kỷ trống đó. Nhờ đọc được những tài liệu trong quá khứ từ một vài phiến đá Poneglyph mà chúng tôi tìm thấy được, cuối cùng chúng tôi đã nhận ra đã từng tồn tại một đất nước, dù nó không để lại dấu tích nữa, nhưng các tài liệu đã khẳng định về sự tồn tại của vương quốc khổng lồ này. Nó từng tự hào là vương quốc hùng mạnh, nhưng tất cả những thông tin về đất nước này đã hoàn toàn bị xóa sạch. Giống như là khi họ nhận ra mình sắp bị đánh bại bởi một khối liên minh sức mạnh mà sau này được biết tới với cái tên chính phủ thế giới, họ đã khắc ghi tất cả những sự kiện đó vào những phiến đá để truyền lại tư tưởng của họ. Và đó là cách mà Poneglyph đã truyền lại cho đến hôm nay. Đó là những điều mà giáo sư Glover đã tiết lộ với chúng ta. Ta đã thấy binh lính chính phủ thế giới tìm một cách để phá hủy phiến đá Poneglyph nằm bên trong cây trí tuệ nhưng đã hoàn toàn thất bại. Bởi vì không thể phá hủy được các phiến đá Poneglyph này nên chính phủ thế giới chỉ còn cách tiêu diệt tất cả những ai có thể dịch được thông tin từ nó. Và đó là lý do vì sao chính phủ thế giới quyết định xóa sổ hòn đảo Ohara và giết tất cả những học giả ở đây. Vũ khí cổ đại đúng là mối đe dọa với thế giới thật, nhưng quan trọng hơn, lịch sử này sẽ phát hiện ra sự tồn tại và ý tưởng về vương quốc cổ đại đó. Đó mới là mối đe dọa thật sự tới chính phủ thế giới của các người đúng không? Có lẽ đây là một thông tin, một manh mối quan trọng nhất mà giáo sư Glover đã tiết lộ. Chúng tôi sẽ không biết mối đe dọa đó là gì cho đến khi giải mã xong, nhưng điều quan trọng nhất nắm giữ chìa khóa tới mọi vấn đề chính là tên của vương quốc thịnh vượng một thời này. Giết hắn đi! Đó là mệnh lệnh mà Ngũ Lô Tinh đã đưa ra ngay lập tức cho Spending. Giáo sư Glover đã chưa kịp nói ra tên vương quốc cổ đại thì đã bị bán hạ gục. Nhưng qua các cách hành xử như phát điên lên của Ngũ Lô Tinh với những điều mà giáo sư Glover tiết lộ, nó nói lên rằng những điều mà giáo sư Glover nói là hoàn toàn đúng, và đó là bí mật mà Ngũ Lô Tinh luôn muốn che giấu đi. Trong khung tranh này, bạn có thể thấy chính xác điều mà Ngũ Lô Tinh đang suy nghĩ. Ohara đã biết quá nhiều rồi và Ohara hoàn toàn bị xóa sổ. Điều quan trọng nhất nắm giữ chìa khóa tới mọi vấn đề chính là tên của vương quốc thịnh vượng một thời này. Chúng ta đã rất gần với việc biết được tên của vương quốc cổ đại, nhưng tại sao chỉ là một cái tên mà nó có thể làm thay đổi mọi thứ mà nó lại khiến cho Ngũ Lô Tinh phải lo sợ đến vậy? Tôi tin rằng vương quốc cổ đại này dựa trên vườn treo Babylon, một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại được vinh danh trong văn hóa Hy Lạp cổ đại.
được miêu tả như một thành tựu nổi bật về kỹ thuật xây dựng với một chuỗi vườn bậc thang bao gồm các loại cây, cây bụi và cây leo đa dạng, giống như một ngọn núi xanh lớn được đắp bởi gạch bùn. Và vị trí chính xác của vườn treo Babylon này cho tới nay vẫn chưa được xác định. Giống như vườn treo Babylon, vương quốc cổ đại cũng biến mất, nhưng tôi không nghĩ ai đó có thể làm bốc hơi hoàn toàn một vương quốc cổ đại khổng lồ như vậy. Tôi tin rằng nó chỉ biến mất trên bản đồ, nhưng thực tế nó vẫn còn tồn tại một phần nào đó, và đó là một phần của thế giới hiện tại. Mọi thứ có thể xảy ra, nhưng một hòn đảo lớn như thế không thể biến mất mà không để lại dấu vết được. Và tôi nghĩ rằng tên của vương quốc cổ đại này là Merigonzi. Tôi biết giả thiết này có thể làm bạn khó tin, nhưng hy vọng bạn sẽ tiếp tục xem hết video này. Mọi người đều nghĩ rằng 800 năm trước có một cuộc chiến giữa liên minh 20 gia tộc với những người thuộc vương quốc cổ đại. Nhưng tôi nghĩ rằng không có một liên minh 20 gia tộc nào cả, mà chính là Ngũ Lô Tinh đã làm mọi thứ. Và tôi tin rằng cuộc chiến giữa Ngũ Lô Tinh và vương quốc cổ đại này diễn ra ngay tại thánh địa Merigonzi. Trong chapter 906, Oda đã tiết lộ rằng những khu rừng ở Merigonzi đều là nhân tạo. Một nơi thật hùng vĩ, những thứ xanh xanh đó là rừng ạ. Ừ, nhưng những cây đó được trồng nhân tạo. Tại sao chính phủ thế giới lại tạo ra một khu rừng nhân tạo mà không phải là trồng một khu rừng tự nhiên? Có phải chính phủ thế giới muốn có một khu rừng được trồng càng nhanh càng tốt, hay không thể trồng được khu rừng tại thánh địa Merigonzi này? Vì nó đã bị phá hủy hay bị một tác động giống như hòn đảo Bung Hazard, một bên thì băng tuyết lạnh buốt, một bên thì nóng như hỏa diệm sơn. Tôi tin rằng cuộc chiến này đã phá hủy mọi thứ ở vương quốc cổ đại Merigonzi. Sau khi xóa sổ được vương quốc cổ đại này, Ngũ Lô Tinh vẫn giữ nguyên cái tên Merigonzi này và chỉ thay đổi từ vương quốc cổ đại Merigonzi thành thánh địa Merigonzi. Và Ngũ Lô Tinh quyết định tạo ra một khu rừng nhân tạo để che giấu mọi vết tích một cách nhanh chóng nhất có thể. Bạn nghĩ rằng ai là kẻ thống trị thế giới thật sự trong One Piece? Thiên Long Nhân hay là Ngũ Lô Tinh? Câu trả lời của tôi là Im Sama. Tôi nghĩ rằng chính Im Sama là người đã sai khiến Ngũ Lô Tinh phá hủy vương quốc cổ đại 800 năm trước. Nhiều bạn nói rằng làm sao mà như thế được, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều cách để trở nên bất tử trong One Piece. Bạn có nghĩ tại sao chính phủ thế giới sẵn sàng bỏ ra 5 tỷ Belly để mua lại trái quỷ Obi Obi no Mi mà hiện tại Law đang sở hữu? Chính là vì cái năng lực tối thượng của nó ban cho người khác một cuộc sống vĩnh cửu. Hay như năng lực thao túng tuổi tác của trái quỷ chưa rõ tên mà Boy này đang sở hữu. Và hơn thế nữa, vì vậy Oda có thể giải thích việc bất tử trong One Piece một cách dễ dàng. Ngoài ra, tôi không nghĩ rằng chính phủ thế giới đã thay đổi trong suốt 800 năm này. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao tất cả các Thiên Long Nhân đều có vẻ gì đó khá ngu ngốc? Cho đến nay, chỉ có duy nhất gia đình Don Quixote là cho thấy sự khác biệt. Số còn lại là hoàn toàn giống như Saint Charles. Trong chapter 823 trước đó, vua Nefertari có ba muốn nhân hội nghị Rivery này để gặp Ngũ Lô Tinh hỏi về phiến đá Bonnyglit, về việc gia tộc Nefertari của ông đã làm được gì cho thế giới trong mấy trăm năm qua. Chúng ta đã thấy Im Sama cầm tấm ảnh của công chúa Vivi, còn Ngũ Lô Tinh thì nói rằng Nefertari cấp 3 đã đánh hơi được điều gì đó hay sao. Và sau đó là những biến cố đã xảy ra với vương quốc Alabasta. Rất có thể Alabasta sẽ là một Ohara thứ hai, nhưng lần này là do Sibizero trực tiếp ra tay. Và theo như lời của Ngũ Lô Tinh thì gia tộc Nefertari cấp 3 là gia tộc duy nhất trong số 20 gia tộc lập nên chính phủ thế giới ở lại mặt đất. Từ những điều này tôi nghĩ rằng liên minh 20 gia tộc là một lời nói dối lớn nhất trong One Piece. Tất cả đó chỉ là mánh khóe của Im Sama, của Ngũ Lô Tinh nhằm thao túng người dân trên toàn thế giới. Họ khiến cho mọi người tin rằng Thiên Long Nhân là những vị thần và có quyền định đoạt bất cứ điều gì. Trong khi đó những người thật sự thống trị thế giới chính là Ngũ Lô Tinh, chính là Im Sama. Ngay cả Akainu cũng tin rằng Ngũ Lô Tinh chỉ là những con rối của Thiên Long Nhân. Có lẽ Oda đang cố gắng cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải tin vào những gì mà chúng ta muốn, chứ không phải là những gì mà người khác dạy cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng Oda muốn chúng ta phải có niềm tin của riêng mình và có khả năng nhìn thấy sự thật khi tìm hiểu về One Piece. Ở chapter 906 chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Im Sama. Trên tay ông đang cầm tấm truy nã của Luffy và bên cạnh là một chiếc mũ rơm khổng lồ. Rất có thể cái mũ rơm khổng lồ đó là của một nhân vật có tên là Joy Boy. Trong chapter 628 trước đó, tại khu rừng Hải Lâm ở đảo Người Cá, Robin cũng đã tìm được một phiến đá Bonnyglit. Và những thông tin ghi trên phiến đá Bonnyglit này chính là lời xin lỗi của Joy Boy với công chúa tiên cá trên đảo Người Cá ở thời đại đó. Vì Joy Boy đã phá vỡ lời hứa với đảo Người Cá. Lời hứa đó là gì thì chúng ta chưa biết được. Nhưng một ngày nào đó sẽ có một người tới đây và thực hiện lời hứa của Joy Boy. Đó là truyền thuyết được truyền lại trong hoàng tộc. Và theo như lời của vua Neptune thì Joy Boy là một con người sống trên đất liền và là một người thật sự đã tồn tại trong khoảng thời gian thế kỷ trống. Những lời sống về Joy Boy trong truyền thuyết của hoàng tộc tiên cá là rất giống với những lời sống của Amatsuki Toki nói về chính bào kiếm đỏ ở thời điểm 20 năm trước. Đặc biệt Amatsuki Toki cũng được sinh ra ở thời điểm 800 năm trước, tức là khoảng thời gian thế kỷ trống giống như Joy Boy. Và cô vẫn mơ ước có một ngày nào đó được đặt chân đến Wano Quốc. Và như ta đã biết thì chỉ có duy nhất gia tộc Kozuki ở Wano Quốc với những kỹ năng không ai sánh bằng đã tạo ra những phiến đá Bonnyglit không thể bị phá hủy này. Điều này làm cho tôi nghĩ rằng nếu Joy Boy là người đã tự khắc những lời xin lỗi nàng công chúa tiên cá đó thì ông chính là tổ tiên của Kozuki Oden. Có nghĩa họ tên đầy đủ của Joy Boy là Kozuki Joy Boy. Rất có thể Joy Boy không thể thực hiện lời hứa với nàng công chúa tiên cá là vì ông đã bị Ngũ Lô Tinh đánh bại trong cuộc chiến này. Và biểu tượng của Joy Boy, cái mũ rơm đã được cất giữ như một chiến lợi phẩm tại thánh địa Merigonzi. Trước đó trong chapter 610, chúng ta đã thấy chủ quán cà phê tiên cá Madame Soleil đã có một tiên đoán rợn người rằng
chính Luffy là người đã phá hủy đảo Người Cá. Và Người Cá luôn bị con người căm ghét hàng trăm năm nay, hai mẹ con Kawamatsu là một ví dụ điển hình. Từ điều này, tôi nghĩ rằng lời hứa của Joy Boy với nàng công chúa Tiên Cá chính là phá hủy đảo Người Cá và đưa họ lên mặt bắt sống, và những người cá sẽ lên mặt bắt sống bằng con tàu Noah khổng lồ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Luffy sẽ là người thực hiện lời hứa còn dang dở của Joy Boy với nàng công chúa Tiên Cá. Và nếu Joy Boy bị Ngũ Lôi Tinh đánh bại 800 năm trước, thì tương lai Luffy sẽ là người đánh bại Ngũ Lôi Tinh. Và mọi thứ dẫn chúng ta tới một luận điểm duy nhất: Ngũ Lôi Tinh sẽ là kẻ thù cuối cùng của Luffy. Vua Hải Tặc Conny Roger cùng với các thuyền viên đều biết về thế kỷ trống nhờ vào việc họ đã đi tới được hòn đảo cuối cùng đại hải trình Raftel bằng cách tìm hiểu các thông tin ghi trên phiến đá Burning Glitch chỉ đường. Và đây là cách gián tiếp nói lên rằng hòn đảo Raftel phần nào đó có liên quan tới vương quốc cổ đại. Và thêm một lý do khác khiến tôi nghĩ rằng thánh địa Merigonzi ở thời điểm hiện tại được tạo ra trên nền của vương quốc cổ đại Merigonzi. Như tôi đã nói trên, tôi nghĩ rằng vương quốc cổ đại này dựa trên vườn treo Babylon. Ở đây có tất cả mọi thứ, và có lẽ ở vương quốc cổ đại này cũng như vậy, ở đây có tất cả mọi thứ. Tất cả các loại trái ác quỷ và những sức mạnh khác đều tập trung ở đây. Vì vậy Ngũ Lôi Tinh quyết định cướp tất cả những sức mạnh này. Các đô đốc là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng các Thiên Long Nhân. Và các bạn có nhận ra điều gì hay không? Tất cả các đô đốc đều sở hữu những trái quỷ rất mạnh mẽ. Ngũ Lôi Tinh đã có những trái quỷ mạnh mẽ trong tay, nhưng trong cuộc chiến nhiều thứ đã bị mất hoặc bị phá hủy. Đó là lý do vì sao trái quỷ lại có mặt khắp nơi trên đại hải trình. Như tôi đã nói ở đầu video, đây là một giả thuyết lớn của tôi, nó theo những logic của tôi. Vì thế từ những điều này, bằng cách nào đó nó có thể giải thích về chuyến đi tới Merigonzi của Tứ Hoàng San tóc đỏ. Theo chân vua tại Conny Roger tới được hòn đảo Raftel. Vì thế Tứ Hoàng San biết được những gì đã xảy ra ở thế kỷ trống với vương quốc cổ đại, nên bằng cách nào đó San đã thao túng Ngũ Lôi Tinh. Chúng ta không biết Ngũ Lôi Tinh mạnh đến mức nào, nhưng ngay cả khi năm người này giết chết San thì họ cũng không thể xóa hết được những hiểu biết về thế kỷ trống từ bạn bè của San được. Nhưng nếu San cũng biết sự thật, tại sao anh ta không làm một điều gì đó? Tôi tin rằng điều đó là quá nguy hiểm cho những người dân vô tội. Vì vậy San, một người tôi tin rằng cũng biết về Joy Boy, đang chờ đợi Luffy trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ đánh bại chính phủ thế giới bằng liên minh của mình. Vua Hải Tặc Conny Roger không có đủ thời gian để làm điều đó vì căn bệnh của mình, nhưng Luffy sẽ là người mang lại hòa bình cho thế giới. Kết luận lại những điều mà tôi muốn nói thông qua giả thuyết này là: đầu tiên, lý do thật sự mà Ohara bị xóa sổ. Thứ hai, không phải liên minh 20 gia tộc mà chính Ngũ Lôi Tinh đã tiêu diệt vương quốc cổ đại. Thứ ba, vương quốc cổ đại được Oda dựa trên vườn treo Babylon, một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Thứ tư, chính phủ thế giới muốn che giấu tên của vương quốc cổ đại, vì vậy có khả năng rất lớn tên của vương quốc cổ đại này là Merigonzi, và địa điểm chính là thánh địa Merigonzi hiện tại. Thứ năm, chính phủ thế giới tạo ra một khu rừng nhân tạo để che giấu sự thật về cuộc chiến. Thứ sáu, Thiên Long Nhân chỉ là những con rối của Ngũ Lôi Tinh của Im-sama. Thứ bảy, Ngũ Lôi Tinh Im-sama đã hơn 800 tuổi. Thứ tám, lời hứa của Joy Boy với công chúa Tiên Cá là phá hủy đảo Người Cá và đưa họ lên đất liền sống. Thứ 9, Joy Boy là tổ tiên của gia tộc Kozuki Oden. Thứ 10, Luffy là một Joy Boy tiếp theo, nhưng Luffy sẽ đánh bại được Ngũ Lôi Tinh. Rất có thể những điều mà tôi nói trong giả thuyết này sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới biết nó đúng hay sai, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về những thông tin trong One Piece. Có thể bạn không thích giả thuyết này, nhưng hy vọng bạn thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.